Vì sao gần đây Tô Chủ tịch liên tiếp gặp vận xui xẻo? Theo giới quan sát, trong thời gian gần đây, Chủ tịch nước Tô Lâm liên tiếp gặp phải những chuyện chẳng lành. Mới nhất, truyền thông nhà nước đưa tin, chiều ngày 17 tháng 7 tại trụ sở Thành ủy Hà Nội đã diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Thường trực Ban Bí thư Đại tướng Lương Cường đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công chỉ định bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Với quyết định này, bà Bùi Thị Minh Hoài đã trở thành nữ Bí thư Thành ủy đầu tiên của Hà Nội. Trước đó, tại hội nghị Trung ương lần thứ 9 từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 4 ủy viên Bộ Chính trị gồm các ông bà Lê Minh Hưng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Bùi Thị Hoài và Đỗ Văn Chiến. Theo giới quan sát, việc bà Hoài, một nhân vật của ban đảng, được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Hà Nội là một sự bất ngờ. Vì trước đó, theo đồn đoán của giới thạo tin, khả năng ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sẽ giữ cương vị này. Ngày 15 tháng 6, ông Đinh Tiến Dũng, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bí thư Thành ủy Hà Nội đã bị mất chức. Theo giới thạo tin, Chủ tịch nước Tô Lâm và phe cánh đã nỗ lực trong việc bổ sung thêm các suất Ủy viên Bộ Chính trị cho phe Hưng Yên, trong đó có suất Bí thư Thành ủy Hà Nội nhưng bất thành. Với cơ cấu 5 ủy viên trung ương, trong đó có một suất ủy viên Bộ Chính trị, rõ ràng Bộ Hưng Yên đã quá lép vế trong tương quan với hai phe Nghệ An và Hà Tĩnh. Cụ thể, tại đại hội lần thứ 13, Ban chấp hành Trung ương có 200 ủy viên trung ương chính thức và dự khuyết, thì phe Hà Tĩnh chiếm 12 suất, phe Nghệ An chiếm 14 suất, trong khi số ủy viên Bộ Chính trị có 18 thành viên, thì Nghệ Tĩnh được 4, trong đó Nghệ An 3 và Hà Tĩnh 1. Vai trò của Chủ tịch nước Tô Lâm đối với các hoạt động của ban đảng đã giảm đi rõ rệt. Dù trên cương vị Chủ tịch nước, người thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, nhưng ông Tô Lâm đã phải lép vế với các hoạt động của Quân ủy Trung ương. Theo giới quan sát, tại hội nghị Quân ủy Trung ương vào ngày 8 tháng 7 mới đây, người chủ trì là Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương. Còn tại hội nghị Quân chính toàn quân vào ngày 10 tháng 7, người thay thế cho Tổng Bí thư chủ trì trên cương vị Bí thư Quân ủy Trung ương lại là Thủ tướng Phạm Minh Chính, chứ không phải ông Chủ tịch nước Tô Lâm. Cũng trong ngày 17 tháng 7, truyền thông nhà nước đưa tin Thủ tướng bổ nhiệm hai tân Thứ trưởng Bộ Công an. Bản tin cho biết, sáng ngày 17 tháng 7 tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an đối với Trung tướng Phạm Thế Tùng, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế Buôn lậu. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân đến dự buổi lễ. Tuy nhiên, trước đó có nguồn tin nội bộ đã đưa và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội cho biết, vợ của tân Thứ trưởng Công an Nguyễn Ngọc Lâm là giám đốc chi nhánh ngân hàng SCB có liên quan đến việc bảo kê chuyển tiền ra nước ngoài của bà Trương Mỹ Lan. Nguyễn Ngọc Lâm cũng là người đã nhận rất nhiều tiền của Nguyễn Duy Hưng, tập đoàn Thuận An. Theo vợ Hưng tiết lộ, vào năm 2023, Nguyễn Duy Hưng đã biếu cho vợ chồng Lâm Nga tại nhà riêng số tiền 15 triệu đô la Mỹ. Câu chuyện kể trên Thời báo .d không có điều kiện kiểm chứng, nhưng rõ ràng, theo giới thạo tin, việc các Thứ trưởng Bộ Công an phải mất tiền để có được chiếc ghế quyền lực là điều chắc chắn. Điều việc kể trên khiến cho công luận liên tưởng đến phát biểu của Tổng Trọng, bóng gió ám chỉ Bộ trưởng Tô Lâm sau vụ ăn thịt bò rát vàng tại hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quốc diễn ra vào ngày 30 tháng 6, 2022 bằng cách lẩy kiều như sau. Có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tài một vần. Do ông Trọng còn nhắc nhở Tô Lâm là cấp trên, ở chẳng chính ngôi, cho nên ở dưới chúng tôi hỗn hảo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Vì sao gần đây Tô Lâm liên tục gặp vận xui. Vai trò của quân đội đối với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Vì sao Tô Lâm đang đuối sức trong cuộc đua? Vị thế của Chủ tịch nước Tô Lâm trên chính trường trong thời gian gần đây đã giảm sút một cách đáng kể, đặc biệt sau khi ông kết thúc chuyến công du Lào và Campuchia trở về không kèn không trống. Ngược lại, những ngày gần đây, các hoạt động của ông Phạm Minh Chính trên cương vị Thủ tướng Chính phủ đã thể hiện sự nổi bật trong cuộc họp hội nghị quan trọng của Đảng như Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương, Hội nghị Quân ủy Trung ương và mới nhất là Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024. Qua đấy sẽ thấy vai trò rất lớn của Thủ tướng Phạm Minh Chính trên chính trường, thậm chí còn lấn sân cả ông Tô Lâm. Theo giới quan sát, tại Hội nghị Quân ủy Trung ương và Hội nghị Quân chính toàn quân,
người chủ trì là Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương. Đây là hai hội nghị có ý nghĩa chính trị rất lớn và quan trọng. Người thay thế trong Tổng Bí thư trên cương vị Bí thư Quân ủy Trung ương lại là Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, chứ không phải là Chủ tịch nước Tô Lâm, người giữ cương vị thống lĩnh các lực lượng vũ trang. Đánh giá về vai trò của quân đội khi so sánh với công an hiện nay. Theo đó, trong các kỳ đại hội đảng gần đây, số lượng ủy viên trung ương của Bộ Quốc phòng luôn đứng trên Bộ Công an. Cụ thể, đại hội lần thứ 13, số ủy viên trung ương của Bộ Quốc phòng có 23 người, còn Bộ Công an chỉ vẹn vẹn có 6 người, chỉ bằng khoảng 1/4 so với quân đội. Điều đó cho thấy quyền lực chính trị của Bộ Quốc phòng vượt trội và bỏ xa so với lực lượng công an. Theo quy định của điều lệ đảng, Tổng Bí thư đương nhiệm là Bí thư Quân ủy Trung ương. Do vậy, chức vị tối cao đối với quân đội vẫn luôn rông trọng nắm giữ. Trong khi Đảng ủy Công an Trung ương có ít quyền lực hơn so với Quân ủy Trung ương, thì chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương do Bộ trưởng Công an nắm giữ. Rõ ràng Đảng ủy Công an Trung ương ít quyền lực hơn so với Quân ủy Trung ương. So sánh để thấy, việc Chủ tịch nước Tô Lâm tìm cách tiếm quyền tổng trọng không hề đơn giản như nhiều người vẫn tưởng. Khác với giới chức lãnh đạo thuộc khối dân sự, thì các giới chức lãnh đạo thuộc Bộ Quốc phòng là bất khả xâm phạm. Quân đội có ưu thế đặc thù, có hệ thống tư pháp riêng, đó là cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát quân sự và Tòa án quân sự. Vì vậy, quyền lực của ông Tô Lâm và Bộ Công an không đụng chạm vào được đến bên quân đội. Cũng như tổng trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng sớm nhận ra nguyên tắc chỉ có quân đội mới là lực lượng đủ khả năng làm đối trọng với Bộ Công an của Tô Lâm. Đó chính là lý do vì sao Thủ tướng Phạm Minh Chính luôn tận dụng mọi cơ hội để tiếp xúc với các tướng lĩnh cấp cao của Bộ Quốc phòng, và ông Chính đã thành công trong việc dùng quân đội để cân bằng quyền lực với công an. Đó cũng là lý do vì sao gần đây, những nguồn tin nội bộ tiết lộ các tướng lĩnh cấp cao của quân đội đang có xu hướng ủng hộ và đứng về phía Thủ tướng Phạm Minh Chính trong việc tiến tới chức Tổng Bí thư thay cho ông Nguyễn Phú Trọng. Cũng theo giới quan sát gần đây, thế và lực của Chủ tịch nước Tô Lâm của Bộ Công an cũng như của phe cánh Hưng Yên đang giảm sút rõ rệt. Rõ ràng nhất là kế hoạch tảo thanh của phe Nghệ Tĩnh và phe Hưng Yên dường như đã dừng lại, không tiếp tục được như dự tính. Thậm chí phe Nghệ Tĩnh có nhiều động thái ăn miếng trả miếng thẳng thừng, không khoan nhượng, mà cụ thể là Bộ Công an định lật lại vụ án Siputra Nam Thăng Long, thì lập tức phe Nghệ An tuyên bố sẽ bật lại hồ sơ vụ án Mobile Phone mua 95% cổ phần của công ty AVG, mà trong đó ông Tô Lâm là một trong những người dính dáng tới. Việc Tổng Trọng tạo điều kiện, thậm chí dung túng cho Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trước đây, và chính Tổng Trọng đã phải trả giá bởi sự làm phản của ông Tô Lâm đã tạo ra một tình trạng bất ổn trầm trọng trong nội bộ của Đảng, mà ai cũng thấy. Lực lượng tướng lĩnh của Bộ Quốc phòng chắc chắn sẽ không dễ bề để Tô Lâm và phe cánh tự tung tự tác. Đây là điều gây bất lợi cho tương lai chính trị của Chủ tịch nước Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vai trò của quân đội với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Vì sao Tô Lâm đang đối sức trong cuộc đua này? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.